Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hôm nay mình có quay lại cháo lòng gì 6, mình quay chia sẻ giới thiệu đến cô chú anh bạn cùng đón xem nhé. Bây giờ mình đến đây là cô mới bắt đầu dọn hàng. Mới dọn hàng thôi mà đã có hai người đến đây đợi trước rồi, có chị gái và một chú đứng sau mình. Ở đây là địa chỉ tại số 635 đường Đoàn Văn Bơ, phường 18, quận 4 nhé cả nhà. Bây giờ thêm một chú nữa là ba người đợi. Đây là dồi chiên. Giờ tôi xếp vào cái tổ. Bên đây là hèo, gan, tim. Nóng hổi rồi nhỉ. Cái này mình mới làm xong hả cô? Mới dứt ra đi luôn. Dạ. Rồi mới chiên xong ạ. Trời ơi, cái mâm lòng hấp dẫn. Ở đây cô Sáu mở bán từ 6:30 cho đến 8:00 như thế này. Đấy, mấy đó mới luộc xong nóng hổi. Bây giờ thấy có 4 người. 1, 2, 3, 4. 4 người đợi. Chưa kịp dọn hàng khách đã đến quá trời. Không lấy gan. Có anh không dám không? Có anh không dám không? Gan lớn nha. Bữa nay giá tiền mình bao nhiêu tiền một tô cô? Như tô đó bao nhiêu đó? 20 à? 20. Đó. Bên tô nó là 20. Tô này là 30. Còn tô bình thường 20. Cũng y như cũ. Dạ. Không có gì thay đổi. Gái ơi ăn gì gái ơi, thay đổi bánh cháo. Đó, 20 đó. Dạ. Bà mua gì dạ. Bà? Bà xuống đây nha. Này, không có ăn này không? Đây cô chỉ có cái bàn nó nhỏ này. Mọi người đến ngồi ăn hoặc tự lấy ghế ăn. Đầy đủ không? Đầy đủ, nhưng mà đừng có giải quyết. Chứ lại chỉ có gan với bạn con. Rồi. Lấy bánh luôn. Bánh luôn. Đây thấy ăn cháo lòng có cái mắm ớt cay ngon cả nhà, có gừng cho vô rất thơm. Ở
rồi chú để ngoài cho con rồi. Không biết hả? Không biết. Biết gan với sẹo thôi. Không bánh luôn hả gì? Không. Một cây rồi kia cô Sáu bán bao nhiêu tiền đó? 20 ngàn một cây đó. Cây rồi đó 20 ngàn đó cả nhà. Rồi chiên. Hàng máy cho con 20 máy. Vậy là phải con 20 hả chị? Dạ. Nó sợ quên bán hết. Có cắt đâu mà để nhiêu? Mà để nguyên. Khu này bán là rất nhiều đồ ăn này cả nhà. Có bán xôi rồi bán hủ tiếu. Bên kia cũng có cháo lòng rồi. Thấy ở bên đó vắng quá. Đối diện nhau luôn nha cả nhà. Nó lấy bằng lấy mắt với lưỡi tiêm gan nha. Rồi được hai phần này sao anh? Một phần mắt lưỡi tiêm gan hả Dũng? Đồ thịt đó thập cẩm đặc biệt quá trời đồ ăn. Đầy đủ luôn. Còn lưỡi kim gan đâu? Đó, đó cái bạch đầy đủ. Còn cái bạch đầy đủ để riêng. Em biết mà em nha. Cái có một bạch thức cháo mà huyết nhiều phải không? Thức cháo mà nhiều huyết. Rồi. Trong nồi cháo có huyết cái đầu hành. Ngày trước cô Sáu bán để cái mâm đồ ăn rất đẹp. Bữa nay cô sắm cái tủ che lại mọi người đi đường, nhiều khi nhìn không thấy, không biết bán cháo lòng. Tại đây là không có bảng hiệu gì hết. Đông quá trời luôn. Có nhiều người thích để cháo riêng ha. Em mấy đầu hành chưa?
rồi. Nhiều người thích để chung luôn. Dạ. Ba phần chị ăn lưỡi. Khách đến liên tục. Sáng là rất đông xe. Hôm nay học sinh đi học rồi. Bên đây sẽ có một chú chuyên châm cháo, ngồi đây để châm cháo nhé mọi người. Hết đó lại châm cho đầy. Yeah,
mùa liên tục. Trời ơi, bây giờ mới thấy anh này. Lúc ấy cả hỏi có người kêu anh đi bộ đội rồi. Ngồi một cái ghế, một cái tô tự xúc ăn. Mèo dòi phải không? Cô Sáu bán cái này ngày chay có nghỉ không hay bán nó luôn? Bán ngày như khác, tao nghỉ 2 ngày á. À. Nghỉ 2 ngày chay hả cô? 1 15. Dạ. Tháng là cô nghỉ 2 ngày chay nhé cả nhà. Cô làm cho con một phần mang về đi. Dạ, đầy đủ. Dạ, dạ. Thấy cháu lòng ở đây cực kỳ đông khách các cả nhà. Nhiều người phải dậy sớm đợi trước cái dọn hàng. Giá hàng đầy đủ. Dạ, anh để đấy cho em tí em lấy. Bánh
Đó, sau đây mình xin kết thúc video. Cảm ơn cô chú với bạn rất nhiều nhé. Ai có ghé ăn cháo lòng thì ghé đây ủng hộ cô Sáu nhé.